qua 4 đêm thi, các cặp thí sinh đã cùng nhau đem đến cho khán giả những màn hóa thân đầy cảm xúc. Nhưng đường đua gương mặt thân quen 2022 phiên bản song ca sẽ trở nên gay cấn hơn nữa. Căn phòng mạo hiểm mang đến cho các cặp thí sinh một thử thách đầy bất ngờ. Thay đổi huấn luyện viên, ai đã lựa chọn bước vào căn phòng mạo hiểm? Thí sinh nào đã nhận được thử thách thay đổi huấn luyện viên? Trong một tuần, họ đã phải làm quen và tập luyện cùng nhau như thế nào? Đón xem Gương mặt thân quen 2022 phiên bản song ca, phát sóng vào lúc 21:15 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3.